Con loa này màn như là dưới giáp mà nghe quá hay không ạ? Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu. Quá hay mà. Một người ngồi đây trong hoa, trôi theo nước chảy phương nào. Trời thì mưa rơi, không ngừng xuôi tôn niềm đau. Chúng ta vừa nghe cái chất lượng âm thanh rất tuyệt vời của mã loa ML đến từ hãng Audioscope của Đức. Thực ra là trong cái con loa này tích hợp rất là nhiều công nghệ tiên tiến và nó đạt cái độ chính xác rất cao vì là nó được sản xuất bởi những kỹ sư người Đức. Tuy nhiên, đứng ở góc độ sử dụng thì chúng ta chỉ cần hay là được, giá cả hợp lý là được. Và như vậy là nếu như các bạn muốn trải nghiệm thực tế thì có thể liên hệ với tôi để nghe cái âm thanh thực tế ở cái bộ dàn bên ngoài, hoặc là đến lắp thử trên các xe của bạn thì sẽ thấy là có một cái trải nghiệm tuyệt vời hơn rất là nhiều so với cả cái việc nghe qua điện thoại.